Siêu cảnh nước Việt xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay là các bạn đang nhìn thấy đây là cái mẫu lồng tắm rất là đẹp, rất là bền. Và trong các cả video trước mình đã chia sẻ với các bạn đấy, đây là những cái mẫu lồng mà sử dụng chất liệu gỗ lim nan cáp quang thì các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đó. Lồng làm rất là kỹ và được sử dụng cho phù hợp với tất cả các loại lồng, từ lồng mi hót, mi chiến, lồng khứu, lồng côn minh, tứ xuyên vân vân, đều đặt vừa chân của nó hết, rất là tiện lợi. Và đặc biệt phía trong này đây, các bạn đang nhìn thấy ở đây, đây ta có thể mở cái nắp này lên. Khay tắm của nó là một khay bằng sành. Khay này nó có độ nhám. Đấy. Khi mà con chim nó vào nó tắm thì cái móng nó sẽ mềm ra để kết hợp với đứng lên cái thành này, đứng với vòng quanh cái thành này, thì nó kết hợp mài móng luôn cho con chim, nó rất là hay, khá là tiện lợi. Đó. Như thế này rất là đẹp, độ bền những cái lồng này thì cực kỳ cao rồi đấy. Thì giá cả của một chiếc lồng này là 400.000 một chiếc, nếu các bạn nào mà mua tại nhà nhé, qua tại nhà mình là 400.000 một chiếc. Thế còn các bạn nào ở xa mà phải gửi ở bến tàu bến xe ấy, thì là 450.000 một chiếc và có tính phí. Và đây là địa chỉ của nhà mình đấy, 0908070555 hoặc là 0944114410. Mình ở 274/29 nhà số 7 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây, cái địa chỉ ở trên gói cám này thì dễ hơn này. Đây, các bạn nhìn này. Cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi video của Chim Cảnh Đất Việt.